Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn phục vụ thân mến, trong mấy Chúa Nhật vừa qua, khởi đi từ Chúa Nhật 17 thường niên, với phép lạ Chúa Giêsu làm hóa từ 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để mà nuôi đám đông dân chúng. Chỉ đàn ông không là hơn 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ con. Và rồi qua cái biểu tượng, qua dấu chỉ Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, dần dần Chúa mặc khải cho các môn đệ, cho những người thời đó và cũng là cho mỗi người chúng ta cho đến tận thế, để hiểu về chính thánh thể mà Chúa sẽ mặc khải, Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Và Chúa cũng nhắc lại đối với dân Do Thái, khi mà tiến bước trong hành trình trong sa mạc tiến vào miền đất hứa, thì khi dân đói Chúa đã ban manna từ trời. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng nói lại là dân hay là cha ông của các ông khi xưa họ ăn manna cũng là từ Thiên Chúa Cha ban từ trời xuống. Nhưng mà bởi vì họ ăn cái thứ bánh vật chất cho nên là họ phải chết. Còn Chúa giới thiệu một thứ bánh là bánh trường sinh, và bánh này cũng do Chúa Cha ban từ trời xuống cho nhân loại chúng ta. Và bánh này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu, hay nói một cách khác là chính Đức Giêsu là bánh được Thiên Chúa Cha ban từ trời xuống cho nhân loại chúng ta. Và Chúa khẳng định lặp đi lặp lại: ai ăn thịt tôi thì được sống muôn đời, ai ăn thịt tôi thì ở lại trong tôi và tôi sẽ cho người đó sống lại trong ngày sau hết. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở mời gọi mỗi người chúng ta tin tưởng vào Chúa và khao khát đón rước Chúa, kết hợp với Chúa, đặc biệt là qua bí tích thánh thể. Bởi vì trong chính bí tích thánh thể đó, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu hiện diện một cách hoàn hảo nơi bí tích thánh thể, chứ không phải là bí tích thánh thể chỉ là một dấu chỉ hay là một biểu tượng. Không, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu hiện diện một cách hoàn hảo, đầy đủ, cụ thể trong bí tích thánh thể. Tuy con mắt thể lý chúng ta nhìn chỉ là một tấm bánh, hay là thậm chí có những miếng bánh nhỏ vỡ ra rồi, hay là khi chúng ta rước lễ mà thiếu bánh lễ chẳng hạn, các linh mục bẻ ra, có khi là chúng ta chỉ rước được 1/4
hoặc là thậm chí nhỏ hơn một thầm phần tư bánh rất nhỏ đi chăng nữa, thì cho dù với điều đó thì Chúa Giêsu vẫn hiện diện một cách hoàn hảo tròn đầy nơi tấm bánh đó, hay là nơi máu, nơi rượu đã hóa, đã biến thành máu của Chúa. Nơi bí tích thánh thể đó, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu hiện diện với thân xác của Chúa, với linh hồn của Chúa, với thần tính của Chúa, với nhân tính của Chúa, để trao ban cho mỗi người chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và hãy đón rước Chúa. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy nhiều người thời của Chúa Giêsu mà cũng được đề cập đến trong tin mừng, khi họ nghe Chúa nói là tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Thế là người Do Thái họ nghe, họ không chấp nhận được. Làm sao mà một con người bằng xương bằng thịt cụ thể trước mặt họ mà lại giới thiệu, mà lại khẳng định là thịt tôi thật là của ăn, máu tôi là thật là của uống. Mà nhất là đối với người Do Thái, và Kinh Thánh cũng nói là không được ăn thịt và uống máu tươi. Điều đó là vi phạm lề luật. Và bây giờ Chúa Giêsu lại nói cái điều đó đối với lại người Do Thái. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên gì mà có rất là nhiều người Do Thái là không hiểu lời của Chúa Giêsu, và họ nói là lời này thật là chướng tai, ai mà nghe nổi. Tin mừng tuần sau nói cho chúng ta là nhiều người, trong đó có cả những người môn đệ không phải là trong nhóm 12 tông đồ, khi nghe Chúa Giêsu giới thiệu mặc khải về Chúa chính là bánh hàng sống, họ không tin theo Chúa nữa. Họ cảm thấy là Chúa nói gở, Chúa nói phạt thượng, thế là họ bỏ Chúa, không đi theo Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, có khi chúng ta ở đây, chúng ta nhiều người, chúng ta theo đạo nhiều năm, chúng ta được học hỏi nhiều, nhưng mà có khi chúng ta ở đây cũng chưa tin, hoặc là tin chưa mạnh mẽ vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu ngự trong bí tích thánh thể. Con có dạy giáo lý dự tòng cho nhiều người, nhưng mà trong đó có một chị lập gia đình với lại một anh người Công giáo. Thế rồi chị lãnh nhận bí tích khai tâm. Thì khi lãnh nhận bí tích khai tâm, chúng ta biết rồi, lãnh nhận được lãnh nhận bí tích thanh tẩy, rồi bí tích thêm sức, rồi rước mình Thánh Chúa và cử hành lãnh nhận bí tích hôn phối trong ngày hôm đó luôn. Thì trong một vài ngày đầu khi chị ta theo đạo thì là chị rước mình Thánh, đi lễ rước mình Thánh. Nhưng mà thời gian dài không thấy chị đi lễ, chị không thấy mẹ chồng cũng thấy chị rước lễ nữa. Thì mới nói với chị, sao con không đi lễ mà không lên rước mình Thánh? Nếu con có phạm tội trọng, phạm tội nặng thì con đi xưng tội rồi con đi lễ, con rước lễ. Thì chị nói với, trả lời mẹ chồng bảo chứ rước cái tấm bánh đó nó có cái gì đâu mà rước, có mùi vị đâu có gì đâu, tấm bánh bé tí chả có mùi vị gì. Đấy, nếu mà so với các bạn, các nhiều bạn trẻ thời đây, hay là nhất là đối với các chúng con nhỏ ở đây này, chúng con ăn bim bim nhiều lần chưa? Chúng con ăn bim bim nhiều lần chưa? Ăn bim bim ngon hơn hay là rước lễ? Có bạn nhỏ nào ở đây rước lễ chưa? Ăn bim bim ngon hơn, vị giác ngon hơn hay là ăn bánh rước lễ? Hay là bạn nào mà chưa rước lễ, xưng tội rước lễ lần đầu, mà trong nhà sách có bán cái bánh vụn đó, bánh hay là bánh chưa làm phép đó, thì chắc là chúng con thấy ăn bim bim ngon hơn đúng không? Vị giác ngon hơn, đậm đà hơn đúng không? Đấy, thì cái chị mà người Tân Tòng này cũng diễn tả một cái kiểu thế gian, có nghĩa là không có niềm tin vào bí tích thánh thể, cho nên là nói trả lời với mẹ chồng là cái bánh đó có cái mùi vị gì đâu mà ăn, mà phải lên rước thường xuyên. Có khi những người chúng ta đang hiện diện ở đây,
Có khi nhiều anh chị em, nhất là nhiều bạn trẻ, có khi là nhiều ngày chúng ta chưa rước lễ, nhiều tháng chưa rước lễ, thậm chí là nhiều năm chưa rước lễ. Có những người theo đạo, từ lúc theo đạo cho đến lúc mà có cơ hội là được đỡ đầu cho một trẻ nào đó được xưng tội, được rửa tội hay là thêm sức, mới xưng tội và rước lễ lại mấy chục năm. Thưa quý ông bà, anh chị em, điều đó đúng là diễn tả cái lòng tin của chúng ta nó còn hời hợt. Chúng ta chưa tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất là chúng ta chưa khao khát được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu mặc khải cho mỗi người chúng ta hôm nay, là chúng ta đón rước Chúa là để cho Chúa đi vào và trở nên xương thành thịt của mỗi người chúng ta. Chúng ta ở trong Chúa, Chúa ở trong chúng ta được sống sự sống của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin như thế, thì thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không có bỏ lỡ cơ hội, và nhất là chúng ta sẽ khao khát là được đi tham dự thánh lễ mỗi ngày và được đón rước Chúa Thánh Thể vào trong tâm hồn của chúng ta mỗi ngày. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta tin, chúng ta khẳng định lại một lần nữa là Chúa Giêsu sống ở tại Nazareth hay là Chúa Giêsu sống ở thế gian năm xưa cũng chính là Chúa Giêsu đã đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, nhưng mà với một sự hiện diện khác. Ngài hiện diện ở nơi đó với đầy quyền năng, với một đấng đã chiến thắng sự chết và Ngài đã phục sinh. Bây giờ Ngài đang sống, và như thế khi chúng ta đón rước Thánh Thể là chúng ta được đón rước chính sự sống của Chúa Giêsu, mà không phải sự sống chóng qua, mà sự sống đời đời, bởi vì chúng ta được đón rước Chúa Giêsu là đấng hằng sống, đang sống, là đấng chí thánh, là đấng quyền năng, là đấng thánh thiện, vân vân. Thưa quý ông bà, anh chị em, cho nên là chúng ta hiểu lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta là: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời bỉ vời, bởi vì chúng ta đón rước đấng hằng sống. Một cách khác, chúng ta được nếm thử trước sự sống đời đời ngay từ đời này, và chính Thánh Thể sẽ là một lương thực, là sức mạnh để cho chúng ta có đủ sức để tiến bước vào hưởng sự sống vĩnh cửu trong cõi thiên đàng. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gia tăng thêm đức tin cho chúng ta. Và nếu như ai chúng ta đang ở đây, chúng ta đã trong quá khứ chúng ta bỏ lỡ cơ hội để không thường xuyên đón rước Chúa, thì chúng ta hãy mau mau đến để đón rước Chúa, để Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen.